Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với cửa hàng âm thanh Nam Tép. Hôm nay bên em xin giới thiệu các bác một cái lô sản phẩm loa CIF Cái Heo, một cái thương hiệu hàng bãi xịn đến từ USA các bác nhé, hàng Mỹ xịn luôn đấy. Thì cái lô này thì nó số lượng nó cũng không có nhiều ạ, 30 nó có tầm hơn chục cặp, mà 25 thì có 9 cặp. Thì trước khi đi chi tiết cái dòng sản phẩm này thì em nói luôn cái giá bán cho các bác đã phải trông. Thì cái giá bán là CIF bát 30 là 12 triệu và bát 25 là 7 triệu các bác nhá, giá 7 triệu một đôi. Thì cũng nói luôn là cái số lượng hàng này là có hạn, và thứ hai là hàng nó khá là hiếm. Bên em thực sự là 2 năm nay đây mới là lần thứ hai bên em mới nhập được cái lô hàng này, nó cực kỳ là hiếm, cho nên mà bên em sẽ không bán thợ các bác nhá, chỉ bán lẻ. Cho nên mà các bác thợ nào mà quan tâm thì vui lòng là tìm hàng khác, chứ bên hàng này thì bên em không không bỏ thợ, nhưng các bác thông cảm cho bên em. Không có nhiều bác lại gọi bên em không bỏ thì lại nó có cái sự hiểu lầm ở bên em đấy. Thì bên em nói trước, thì nói trước khi đi chi tiết thì cũng nói về cái thương hiệu CIF này. CIF thì nó là một cái thương hiệu của Mỹ các bác, hàng hàng xịn của Mỹ, nói chung là công nghệ USA. Nó nhà máy thì đặt tại Trung Quốc đấy, nhà máy đặt tại Trung Quốc. Thì cái dòng CIF này thì nó cũng giống như những cái dòng loa của thương hiệu Mỹ khác, thì nó là dòng KTV. KTV thì nó sản xuất chủ yếu là tại thị trường Trung Quốc các bạn. Tuy nhiên là bát tép của nó thì nó linh kiện thì nó nhập khẩu từ Mỹ và đóng thùng tại Trung Quốc. Thì tránh cái trường hợp các bác hiểu nhầm là hàng đóng sản xuất tại Mỹ các bác nhé. Thì nói luôn và nói thẳng luôn, em cũng không giấu nghề đâu ạ. Thì tất cả những cái dòng loa mà karaoke bên cửa hàng em đang bán, hoặc là tất cả những cái dòng cửa hàng khác đang bán, thì là đều là sản xuất tại Trung Quốc. Thì do là nhà máy tất cả các hãng đều sản xuất tại Trung Quốc cả. Thì hiện nay những cái dòng loa nổi tiếng như BMB, loa Bô, hoặc là loa Đam, loa Ôm, tất cả các hãng nó đều là nhà máy tại Trung Quốc các bạn. Thì do là cái dòng loa này thì là dòng loa về karaoke. Karaoke thì như chúng ta đã biết rồi, karaoke thì nó chỉ có một số nước ở Đông Á chúng ta hát, ở bên châu Âu, bên Mỹ họ không hát. Cho nên mà những cái dòng loa này thì tất cả là đều sản xuất tại Trung Quốc để phục vụ cái thị trường châu Á. Cho nên mà sẽ không có những cái loa mà sản xuất tại châu Âu hoặc là tại Mỹ, trừ những cái loa mà một số cái hãng mà dòng loa như JBL thì nó sẽ có một số cái model nó sản xuất tại Mỹ. Nhưng mà hiện nay JBL cũng sản xuất tại Trung Quốc rồi các bác nhé. Đây, đó là em nói. Còn về cái vấn đề là em quan tâm ở đây là hàng chính hãng hay không, chứ còn nếu như hàng sản xuất tại Trung Quốc hay không thì em cũng không quan tâm lắm. Nói chung là về công nghệ của nó thì nó như nhau cả thôi. Sản xuất tại Trung Quốc hay ở Mỹ hay ở đâu thì nó cũng giống nhau. Còn chúng ta quan tâm đây là hàng xịn, hàng chính hãng. Đấy. Thì cái này em cũng xin lỗi các bác, là bác nào mà biết rồi thì bỏ qua cho em, tại vì em nói hơi nhiều. Nhưng mà em nói để tránh trường hợp một số các bác là cứ nghĩ rằng này là hàng này là sản xuất tại Mỹ. Lúc khi điện cho em bảo là loa này ở đâu, em bảo là sản xuất tại Trung Quốc, các bác tắt bét rụp một phát. Đấy, thực sự là rất nhiều như thế, tại vì là các bác đang có một cái sự hiểu nhầm là cứ loa quảng cáo là phải Anh hoặc Mỹ, mà mua karaoke vang số thứ là phải sản xuất là tại Anh thì Mỹ mới hay. Xin lỗi là các bác, là cái hàng đó là hiện nay là không có trên thị trường. Đó là em nói nhắc đi nhắc lại, mỗi lần em đều phải nhắc lại cho các bác tránh cái trường hợp các bác hiểu nhầm. Thì trở lại cái lô CIF này, thì CIF này em gọi là CIF Cái Heo các bác nhé, CIF Cái Heo. Về CIF thì nó có rất nhiều các model, hiện nay hàng bãi nó cũng rất nhiều cái model. Giá của nó dao động là từ 7 triệu trở lên full 30. Đấy. Tuy nhiên nó có những cái model và gọi là trung bình và những cái model cao cấp. Thì nói về cái model và CIF Cái Heo, đây là cái model cao cấp nhất của hãng CIF. Đó là em nói thẳng là thế, gọi là CIF Cái Heo. Còn các tránh cái trường hợp các bác là cũng thấy một số các anh em người ta bán cái loa CIF thì nó rơi vào tầm 7 triệu hoặc 8 triệu, mà tại sao cái loa lên 12 triệu? Thì nó là nó cũng tùy theo model, nó cũng giống như BMB thế đấy ạ. Có những cái model nó chỉ tầm 4 triệu, có những model hơn 10 triệu, thì đó là do model của nó. Đó là chúng ta cũng nắm bắt được như thế. Thì cái CIF Cái Heo này là một trong những cái loa mà cực kỳ là hiếm. Thực sự là năm ngoái em nhập được một lô, nó lớn hơn lô này một chút, và năm nay cũng được một lô. Đó là 2 năm chỉ được 2 lô thôi. Về lo này nó khá là hiếm mà đắt, đắt và nó thực sự là chất, mua được của nó cũng gọi là tranh giành rất là khó, đấu đá thực sự là thế.
ai cũng biết rằng loa này hay cho nên mà cũng gọi là cố dày dặt để mua được. Thì đó là cái chia sẻ. Thì tại sao là CIF cái heo, thì cũng nói luôn là các bác là CIF cái heo là tại vì là trên thùng loa ở đây, hai bên hông đây, ở bên hông này đấy, bên hông này nó in hình, nó khắc laser đấy, bằng hình con in chim đấy, ở trên thùng luôn là hình con cái heo. Trên phễu loa nó cũng đây, cả full 25-30 đều có hình con cái heo. Và trên chạm loa, phía sau chạm loa chỗ mà cắm cọc loa đều cũng có hình cái heo đây, 30 nó đều hình con cái heo như này, gọi là CIF cái heo. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết cái sản phẩm cho các bác xem nhá. Các bác đây là một đôi CIF, phía trên đây là bát 25 và phía dưới thì là CIF bát 30. Thì hai cái này là giống nhau, thì em chỉ giới thiệu một cái thôi về kích thước của nó. Kích thước của nó thì thằng CIF 30 thì bề ngang nó rơi vào tầm khoảng 40 phân. 40 phân các bác, về sâu nó cũng khoảng hơn 40 phân một chút, cao khoảng 60, hơn 60. Đấy, khá là cao. Cao nó tầm khoảng 65 cm. Còn phần bát 25 này ngang nó rơi vào tầm khoảng 32 và sau nó rơi vào tầm khoảng gần 40, khoảng 35 36 vậy đấy. Đấy. Dòng loa này thì phía trước của nó, cái e cang của nó là được, cái e cang của nó là e cang bằng vải, trong là sắt đây, bằng lưới sắt. Đây em lấy luôn cho các bác xem. Đây. Xong là lưới sắt lập hình lục giác. Đấy. Và ở phía ngoài này là một cái lớp vải để nó ngăn bụi vào trong các bác nhá. Lớp vải ngăn bụi. Và thùng loa này là thùng gỗ đấy, thùng sơn gỗ, sơn này là không phải là sơn sần mà là sơn cát các bác nhá. Đấy. Còn về sơn sần và sơn cát khác nhau cái điểm nào thì đây là do cái công nghệ sơn thôi, chứ còn nó cũng không về ngoại hình thì nó cũng 90 với nhau, nó cũng không không khác biệt về chất âm, nó chỉ là cái công nghệ sơn, cái này gọi là sơn cát. Thì thùng loa thì thiết kế là kiểu thùng cân hai bên. Có phía trên là có nơi là chúng ta chiều giá chiều phía trên hoặc là bên hông đều là có cả các bác nhá. Đấy. Cái này thì các bác phải thông cảm này. Đây. Nó thiếu những cái con ốc này thì bên em không có, các bác mua về ấy, thì các bác chịu khó các bác mua ốc khác bác bắt vào dùng em, chứ bên này là không đủ. Tại vì là khi mà họ tháo loa thì họ vứt mất con ốc đi, họ không có lắp vào. Mà ốc này mua cũng không có, chúng ta phải kiếm được cái ốc khác, ốc thị trường là ốc vuông, nó không phải là ốc tròn như thế này, không không có ốc kiểu này. Đấy. Mà ốc vuông cho nên chúng ta phải kiếm cái ốc khác chúng ta bắt vào. Để như thế này thì hơi nó bị thoát ra ngoài, nó tiếng nghe cái tiếng phiêu phiêu phiêu, như là nghe cái tiếng giống như tiếng gió đấy, nó là không hay, chúng ta nên bắt vào. Thì mỗi cái loa này nó tầm mất 2 con, cái nào cũng mất, bị mất 2 con này, đấy, phía trên họ treo này, này. Đấy. Thì cái đặc biệt điểm của cái thùng loa này này thì là ở trên này, chúng ta thấy ở phía trên và ở phía dưới nó đều có một cái viền bằng kim loại, bằng nhôm. Đấy, cái viền bằng kim loại nó nằm ngay ở trong cái thùng loa luôn, nó ra đây đấy, nó cái viền như thế này chạy xung quanh luôn. Đấy, rất chi là đẹp. Cái hai bên nó là cái thanh nhôm, nó cũng là cái viền nhôm luôn. Đấy, cái viền nhôm như thế này, nói chung là cực kỳ là đẹp. Ở phía sau chạm loa để em quay luôn cho các bác xem cả 25 và 30 luôn. Đây là cái phía sau của cái chạm loa, của cái loa full bass 30 này. Cái model của nó là VKF 12 cộng, 12 cộng. Giá chữ là 97 decibel Ostimax. Công suất là 350W, công suất làm việc công suất tối đa là 1400W, kháng chịu 8 ohm. Độ nhạy tần số của nó là từ 45Hz đến 20 kHz, cái là tiếng bass cực hay luôn. Và mỗi loa nó đều có một cái số seri, chúng ta thấy là số seri riêng. Đấy. Và ngoài ra trên đây nó sẽ có một cái tem QC này, tem quản lý chất lượng này, có một cái tem chống hàng giả, tem 7 màu ở đây. Ngoài ra nó có một cái công tắc gạt ở đây. Công tắc gạt này thì nó có một cái đây là gọi là nona này, ở bên này tức là mặc định. Còn ở bên này là em chưa thử, bên này là washboard tức là đánh hình là tiếng bass mạnh hơn đấy. Thì ra đây là đánh bình thường là chúng ta cứ để sang chế độ nona này nhá. Đấy, còn hai cái cọc loa này thì là chúng ta cắm bên nào cũng được thôi. Có một cái tem đây. Cái tem này là cái tem số seri của loa. Đấy, nguyên cả cái khu chạm loa này là nó đều là bằng nhôm hết, mà được xi mạ màu vàng vàng đồng, rất chi là đẹp. Đấy. Là cực kỳ là đẹp luôn. Thậm chí là chúng ta để ý rằng là đây là cái bát 25. Bát 25 nó đây là 10D 10 cộng. Đấy, VKF 10 cộng. Và từng các cái thông số của nó là công suất làm việc là 300W. Công suất làm việc của bát 25 300W là khá là lớn ạ. Tối đa là 1200W.
chúng ta thấy nó cũng tương tự như thế, nó khá đấy, giống như là bát 30, tự nhiên là công suất nó sẽ bé hơn đấy. Các bác thấy là ở phía sau đây này, ở đây là các cái chạn loa nó đều in hình cái heo này, chúng ta thấy cái heo này này, in hình cái heo rất chi là đẹp. Và đây nữa là cái viền của nó, cái viền này là viền bằng nhôm nữa nhé, nhôm nó được mạ xi mạ màu vàng, thậm chí là các cái thanh nẹp ở phía đây nó cũng đều là xi mạ màu vàng rất chi là đẹp. Nói chung là cái xe loa này để trong nhà cực kỳ là sang và đẹp luôn đấy, rất chi là đẹp. Bây giờ em sẽ đi theo nội thất của nó. Bát loa sau khi mà bên em đã tháo ra thì nhìn cái bát loa này thì phải nói là cực kỳ là chất lượng, rất chi là xịn các bác nhé. Từ của nó là từ 19 đấy, từ 19, nhìn cái từ thì nói chung là nó đã rất chi là xịn rồi. Chúng ta nhìn thấy cái từ và cái xương loa, cái xương loa của nó là xương sáu ba sáu sáu xương, sáu xương mà mỗi cái này là đều lại có 5 cái xương nhỏ này. Nói chung là xương này thì cực kỳ là chắc chắn, có thấy là rất chi là xịn. Trên bát loa thì có in logo của CIF này, 8 ohm, có số series, số series. Để mà đặt cái bát này ra, loa này là loa này, nói chung là dòng loa đắt tiền, em cũng rất chỉ là sợ về hôm nay mà nó mà hư một cái thì nó rất chỉ là đáng tiếc. Đấy, chúng ta nhìn cái loa cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Đây, màng loa, trên màng loa có số series luôn các bác nhé, này này. Đấy. Trên màng loa cũng có số series, chúng ta thấy nó in số series này, đấy, trên màng loa đều có luôn. Đấy. Cái này là sản xuất năm 2012, à không phải, 2013 các bác nhé, loa đây sản xuất năm 2013, có số ngày sản xuất đây luôn này, 2013, mùng 2 tháng 12 năm 2013, 13, chạm loa cổ loa, đây, cái này là côn 76 các bác nhé, côn 76. Nói chung là chúng ta nhìn là nhện loa, côn loa này cực kỳ là xịn rồi, từ cái dâu loa chúng ta thấy rồi, dâu loa của nó đây. Cái dâu này các bác thấy để ý này, nó không làm bình thường như những cái dâu khác. Đấy, như bình thường là nó đấu từ đây mà nó đi thẳng vào trong cổ loa luôn, nhưng mà đường này nó không, nó lại đi vào đây. Nó ở đây nó lại gắn keo đây một lần rồi nó lại đi vào. Đây chúng ta thấy không? Nó gắn keo đây này. Đấy, nó gắn keo ngay này, này. Cái keo đen đen ấy. Đấy, nó đổ ngay này. Và là mới vào trong. Nói chung là nó làm một cách nó cũng khá là khác thường so với những cái dòng loa khác chúng ta thường thấy. Để em lật qua cái màng loa như thế nào các bác nha. Ôi trời ơi, màng loa đẹp kinh khủng luôn. Gần loa, gần 26. Gần này là một trong những cái dòng gần này em khá là thích, cực kỳ là thích. Gần này hay. Đấy, chúng ta thấy gần 26. Này. Do cái căng của nó có cái lớp mà vải nó ngăn bụi, chúng ta thấy là gần loa rất là đẹp luôn, là sờ nó còn dính dính này này. Đấy, cái keo, cái lớp keo keo dưỡng gân nó khá là dày, chúng ta thấy nó nằm còn rất chi là dày và chắc chắn, nhìn nó bóng. Màng loa này thì màng chống nước các bác nhé, màng chống nước đấy, màng chống nước cực kỳ là tốt, chúng ta đổ nước vào đây thoải mái đánh ok. Nó có một cái lớp dầu nữa, gọi là gân nhúng dầu ấy. Nên chúng ta có một cái lớp dầu này, dầu gì để tránh nước vào trong. Đấy, chúng ta thấy là dốn loa rất chi là đẹp chắc chắn đấy. Còn cái bát nó nặng lắm, cái bát này bát đúc luôn, đúc nguyên cả khối luôn, cực kỳ là chất lượng đấy. Cái này thì đảm bảo zin cho các bác này, chúng ta sẽ thấy kiểm tra được hàng zin hay không rất đơn giản này. Đây, chúng ta thấy côn nó loài ở đâu, chúng ta thấy không đấy, chúng ta chỉ cần nhìn cái côn này biết là chúng ta zin hay không đấy, nhìn cái côn keo côn gỗ côn như thế này đấy là zin đấy, chúng ta có thể thấy cái côn phía trong đấy. Đấy, các bác có thể cứ nhìn cái côn, nếu mà côn làm lại này không bao giờ đẹp như thế này các bác nhé. Cái tiếp theo là cái phân tần của nó các bác nhé. Phân tần của nó thì cực kỳ là chất lượng rồi. Nếu chúng ta phân tần đặc trưng của CIF thì các đời nó đều cái kiểu na ná nó giống thế này. Chúng ta nhìn vào phân tần nó cũng giống như kiểu B3 ấy. Nó có một cái đặc trưng riêng, nó không thể lẫn với các hàng khác được. Thứ nhất là chúng ta nhìn vào cái cách bố trí linh kiện, thậm chí là từ cái tem. Cái tem này chúng ta thấy là tem này đều đấy, sản xuất là tháng mùng 2 tháng 12 năm 2013. Đây sản xuất 13 luôn. Đấy, cái phân tần của nó thì chất lượng cực kỳ. Nếu như mà các hàng khác thì nó cái chở đây họ sẽ gắn ở trên cái bo nằm ngang thì nhìn cái phân tần nó rất lớn, tuy nhiên đây là nó dựng đứng lên thì chúng ta thấy cái phân tần nó sẽ bé hơn, tuy nhiên là về chất lượng của nó thì cực kỳ là tốt. Chúng ta thấy là có những con này là con 5 cuộn cảm để dập xung, các bác thấy kinh khủng, để lọc nhiễu đấy, có 5 cuộn liền, 5 cuộn đấy. Đấy, trên phân tần nó đều có ngày sáng sản xuất hết, nếu chúng ta thấy
Nói chung là phân đàn này là quá ok. Chúng ta có một cái con sò ở đây, con IC đây để nó một phép đấy, để nó bảo vệ, nó bảo vệ tép. Đấy, con này là nó như em đã hôm trước đã nói là nó có chương trình ở trong đó, để nó khi mà quá tải thì cái con này nó sẽ làm việc để nó can thiệp vào để nó không 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 gây ra cháy tép. Cái con này được bình thường thì dùng thì con này nó sẽ không hoạt động, nó sẽ là không hoạt động, nhưng mà khi mà đến công suất của nó đến giới hạn ấy, thì nó sẽ hoạt động để nó bảo vệ tép. Đây trên đây là có các cái số gì đây, kích thước này, nhiều cái chữ này em không để ý hết, nhiều quá. Đấy, nói chung là phần tần của nó cực kỳ là xịn rồi. Từ chúng ta thấy từ cái linh kiện của nó, cái dây kết nối của nó cũng rất là xịn. Chúng ta thấy toàn bộ những cái dây tín hiệu của nó. Đấy. Đấy, đây chúng ta nhìn thấy phía sau cái chạm loa của nó này, này. Nguyên bằng những nhôm rất chi là lớn. Tép của nó, tép của nó thì đây rồi, tép này thì không còn gì để nói, tép Selection 1745, Selection 1745. Tép này thì quá là đỉnh rồi, không cần phải nó giới thiệu nhiều. Đây, chúng ta thấy Selection này, Selection. Đây là một cái dòng tép cực kỳ là xịn. Xịn, nếu như các bác nào mà đã chơi âm thanh mà đã tìm hiểu rồi thì khi mà nói đến cái dòng tép này thì chúng ta phải không thể chê được, nói chung là có muốn chê cũng không thể chê được cái dòng tép này, nó là cái khẳng định đấy. Đây là một cái dòng tép xịn của Đức. Đấy. Nói lên cái tên thương hiệu này là đã là một cái sự cực kỳ là nể, và phải nói là những cái hãng nào mà đã dùng đến những cái tép này phải nói là những cái hãng mà rất chi là đầu tư. Đây là những cái dòng loa cao cấp, họ đầu tư rất chi là trau chuốt và kỹ thì họ mới dùng đến những cái dòng tép hàng xịn của cái thương hiệu này. Mà chúng em để ý là tất cả những cái mà loa xịn hàng cao cấp ấy, nó đều đều đến rất rất nhiều các hãng đều dùng đến những cái dòng tép này. Đấy. Em có thể nói thế này này, loa xịn thì có thể chưa chắc đã dùng hết là tép Selection, tuy nhiên là những cái dòng loa nào mà đã dùng đến chữ tép Selection này thì đều là những dòng loa xịn, em khẳng định luôn đấy. Tất cả những cái dòng loa mà dùng tép Selection đều là loa xịn. Đấy. Em không nói là Selection nhái nha, Selection có cả hàng nhái các bác nhá. Đấy, cho nên mà em không 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 nói đến là tép Selection nhái. Và chúng ta thấy là hàng xịn của nó, chúng ta để ý là từ những con ốc này 2013 đến bây giờ nó là 2019, 6 năm. 6 năm tôi nhìn con ốc nó không có hề có dấu hiệu bị dị xét các bác nhá. Đấy, chúng ta thấy rất chi là đẹp cả hai con bên này luôn. Đấy, không hề có cái dấu hiệu bị dị xét. Chúng ta để ý là những cái dòng loa đều, đặc biệt là B3 xịn nhái ấy, chúng ta cứ dùng một thời gian chúng ta thấy là cái ốc này nó dị sạch luôn ấy. Em nghiên cứu rất kỹ và cũng rất hay để ý các cái điểm nhỏ nhặt như thế này. Tuy nhiên đây là một cái bằng chứng để chúng ta biết đây là hàng xịn. Hàng xịn nó phải xịn từ con ốc, đó là cái dòng cam kết của nó. Nghe. Trên đây này, nó còn có cái dấu ngày sản xuất chúng ta nó in mờ mờ này. Dấu này do ra CIF họ đóng chứ không phải là của hãng tép. Cái tép này các bác này, đây. Cái ốp này là bằng nhôm các bác nhá, chứ không phải là bằng nhựa này. Này. Đấy, bằng nhôm mà sơn đen. Đúc đấy, cái này là đúc này. Chứ còn nếu như chúng ta là có những cái mô tép bình thường như to thế này, tuy nhiên là cái ốp này nó sẽ là bằng nhựa các bác nhé, không thể bằng nhôm như con này. Đây, cái này bằng nhôm luôn này, xịn cực kỳ luôn. Đấy, đấy là toàn bộ những cái nội thất của bát 30. Bây giờ đến cái bát 25. Bát 25 đấy, chúng ta thấy đây, bát 25 em tháo luôn cho bác xem. Tại vì em quay cả hai cái tép loa. À, tép cũng là tép Selection, tuy nhiên là cái bát 25 thì tép này nó sẽ bé hơn bát kia rồi. Tép 25 14545. Cái kia là 1745, cái này là 14, tức là đấy. Tép sẽ bé hơn. Cũng là một cái thương hiệu cực kỳ là xịn rồi. Nói chung là tép này là xịn nhá, không cần phải lăn tăn. Màng loa thì cái dòng này nó không phải màng loa chống nước ạ, nó loa thường. Gần 2 sóng ok. Gần rất chi là xịn, đang còn rất chi là mới, đẹp luôn. Nếu ta thấy là mới. Để em tháo luôn cái bát loa này cho bác xem. Tại vì một tay em đang quay, một tay em tháo cho nên mà nó không được dễ cho lắm. Đây, sau khi khó khăn lắm cũng tháo được cái bát loa ra. Bát loa CIF thì khá là xịn. Đây, nó cũng là cái dòng này nó lại khá đặc biệt các bác. Nó sử dụng bát của hãng DSO, đúng kiểu đặc trưng của hãng DSO luôn. Tuy nhiên là nó gắn tem tem của CIF vào đây.
Đấy, chúng ta thấy có cái tem của hãng Deso không? Deso là SM10L77. Chúng ta lên mạng chúng ta tra được cái bát này ra luôn. Tuy nhiên là cái CIF đây là cái tem của hãng họ dán vào đây thôi. Đấy. Chứ còn đây là bát của hãng Deso. Thế nào khi mà tháo ra em có một cái gì nữa nhìn nó giống giống đúng hãng Deso luôn. Hãng Deso chúng ta để ý rằng cái kiểu bát nó hay làm cái kiểu xương như thế này các bạn này. Đấy, xương xương nó khá. Cái vành đằng dưới nó lớn hơn cái cụ từ. Đấy, nó không như các cái hãng khác là cái cụ từ nó sẽ lớn hơn cái vành, nhưng mà hãng Deso là nó làm đặc trưng. Đấy, chúng ta để ý là cái đây, cái vành này nó lớn hơn này. Nó cũng giống như đặc trưng giống như của CIF ấy. CIF nó có một cái xương của nó cũng đặc trưng, chúng ta nhìn nó rất dễ là chúng ta nhận ra được cái dòng loa của hãng này. Đấy, cái hàng đây là Deso. Deso tuy nhiên là cũng là CIF nhé. CIF nó sẽ họ đặt hàng. Đấy, họ đặt hàng sản xuất đây. Cũng có tem của nó là sản xuất 2013 luôn các bác nhé, đây này. Này. Đấy, 2013 nhá. Đấy. Còn về phân tần của 25 với 30 thì hầu như không có sự khác biệt các bác ạ. Giống nhau. Nếu xem cái đây là của 25 nhá. Đấy, 25. Và 30 đây. Giống nhau các bác ạ. Khác khác một chút. Của 30 nó lớn hơn. 30 lớn hơn và thứ hai nữa là nó sẽ thêm một cái con trợ sứ nó nằm góc này nữa. Đấy, chúng ta thấy. Tuy nhiên là phân tần của nó thì cũng gần gần như nhau. Đấy, chúng ta xem lại hai con phân tần này. Đấy, nó có một cái số. Đây là của 30 này. 30 nó có thêm cái miếng này. Con chữ này nó sẽ lớn hơn. Còn những cái linh kiện này hầu như nó cũng giống nhau. Đấy, giống nhau. Gần gần như là giống nhau. Đấy. Đây, chúng ta sẽ ngắm lại cái bát loa này. Kiểu cổ loa. Con này thì không có côn hở nên chúng ta không thấy được côn các bác nhé. Đấy, con này là keo xịn của nó như thế này. Đấy. Về chất âm thì cái dòng này thì em cũng đã test rồi. 25 với 30 thì hầu như nó cũng tương đương với nhau. Nói chung là do là cái hãng này nó làm hai cái bô đen này nó là gần như là giống nhau. Nó chỉ khác nhau là về một thằng là tiếng to hơn, một thằng tiếng nó bé hơn. Đấy, công suất lớn nó khác nhau, còn hầu như là tiếng của nó là gần như là cũng là tương đương nhau. Vì là thứ nhất là tép loa là cũng đều là của Selection. Pass loa nó khác một chút nhưng mà phân tần thì hầu như là hãng nó có cái có cách chỉnh riêng để cho ra cái tiếng nó gần gần như là tương đương nhau. Đấy, đây là bây giờ em giới thiệu nó cũng hơi dài dòng một tí, thực ra là nó hơi bị mất thời gian. Tuy nhiên là cũng rất chi là mong muốn là giới thiệu kỹ cho các bác. Bác nào thật sự quan tâm thì các bác xem nó kỹ từng con ốc, từng cái chi tiết để chúng ta hiểu rõ hơn về cái dòng loa này. Để tránh trường hợp là các bác là tìm hiểu chưa kỹ, các bác đặt hàng về nó mua phải cái sản phẩm nó không được ưng ý. Về chúng ta có thể là xem cái video của em với những cái mà cái hàng các bác nhận được, các bác so sánh xem nó có giống nhau hay không. Cho nên mà em rất là kỹ cái phần này, em giới thiệu rất chặt rất kỹ. Bác nào mà thấy dài dòng thì các bác cũng bỏ qua cho em, nó thật sự là thế, vì là em giới thiệu quá kỹ cái lô hàng này. Và xin nhắc lại cái giá sản phẩm nhé. Bát 25 là 7 triệu và bát 30 là 12 triệu các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng bên em ạ. Nha, đây nhá, đây là một khu này bát 30 này và khu này là bát 25 nhé. Đấy, xin năm tiếp ra, xin cảm ơn tất cả các bác nhé, xin chào nhé.